Vì sao có những sai lệch có chỗ A Hàm mà Bali không có và ngược lại, tạng nào đáng tin cậy hơn? Cái vấn đề là do lịch sử thôi quý vị. Đầu tiên á là chúng ta quay trở lại cái việc là cái lần kết tập kinh tạng đầu tiên, rồi cái lần kết tập kinh tạng thứ hai. Thì lúc bây giờ á, Phật giáo nó chia ra hai nhánh chính, rồi một nhánh là Đại chúng bộ đó, thì đem cái tạng Bali đó, từ cái tạng Bali dịch qua Sanskrit, rồi khi mà Sanskrit như vậy đi qua cái nước Trung Quốc thì dịch qua Trung Quốc, rồi dịch qua tiếng Trung, rồi từ tiếng Trung lại dịch qua tiếng Việt. Mà quý vị biết á, là khi chuyển ngữ bất kỳ một cái ngôn ngữ gì thì cũng không thể nào chuyển ngữ 100% và có cái sự sai sót. Cho nên chuyển càng nhiều thì cái khả năng sai sót nó càng nhiều. Các cái nhà nghiên cứu họ từng làm một cái việc như thế này. Tức là họ để một họ cho một cái người Nhật viết một lá thư, sau đó họ đưa cho một chuyên gia ngôn ngữ dịch từ tiếng Nhật qua một cái ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Nga, rồi một vị khác dịch cái lá thư đó từ tiếng Nga qua tiếng khác, ví dụ như tiếng tiếng Pháp. Rồi cứ như vậy người ta đưa đi nhiều lần, rồi cho đến cuối cùng dùng cái thứ tiếng kia dịch ngược qua tiếng Nhật, thì họ so sánh hai bản tiếng Nhật á, và họ thấy nội dung nó khác nhau rất là nhiều. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Khi mà mình dịch đó, dịch thuật thì không thể nào chuyển ngữ 100%. Nó có hai kiểu dịch. Một là trực dịch, hai là phỏng dịch. Trực dịch có nghĩa là cái kinh như thế nào mình dịch lại đúng sát ngữ nghĩa cái từ y như thế đó. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là cái kiểu trực dịch đó, có đôi khi người ta đọc không hiểu, khó hiểu, do cái hạn chế của cái người dịch và có đôi khi là hạn chế của ngôn ngữ. Quý vị biết là có đôi khi một số từ á, một số từ mà Bali mà chuyển qua tiếng Việt á, mà mình rất khó để mà dùng một cái từ tiếng Việt tương ứng. Cái chuyện này là cái chuyện thường xuyên xảy ra đối với bất kỳ một vị dịch giả nào khi mà vì đó phải chuyển thể một ngôn ngữ, vì đó sẽ phải đối diện với một số cái văn cảnh mà cái từ này đó không biết phải chuyển ngữ như thế nào. Tại vì cái ngôn ngữ địa phương á, nó không có cái từ để mà nó diễn tả chính xác cái nghĩa này. Đấy. Rồi cái thứ hai là phỏng dịch, tức là cái vị đó đọc cái bài kinh như thế nào, hiểu như thế nào thì dịch như thế đó. Thì cái kiểu thứ hai này đó thì nó tùy thuộc vào cái khả năng hiểu của người dịch. Thành ra cái khả năng hiểu mà nó thấp thì đưa ra ý cái bản dịch nó cũng thấp. Đó là chưa kể mà dịch qua nhiều lớp ngôn ngữ như vậy. Quý vị biết là tiếng từ Sanskrit mà dịch qua Hán có nhiều bản dịch chứ không phải là một bản nha, có nhiều bản dịch. Đấy. Thành ra là cái chuyện mà nó có sai lệch là chuyện đương nhiên. Còn nói về Phật giáo Nam truyền thì cái bản Bali là Bali gốc á, thì bây giờ nó chỉ đơn giản là chuyển qua tiếng Việt thôi. Thì nó chỉ đưa qua có một lớp ngôn ngữ. Thì nếu như có thiếu sót thì mình chỉ đơn giản là mình coi là bản gốc. Chỉ đơn giản coi là bản gốc thôi. Thì mình sẽ biết là cái vị dịch dịch cái bản đó, thì vị đó dịch thiếu sót cái chỗ nào. Ví dụ như hồi nãy sư nói đó, cái bài kinh A La Quá Cá thì cái bản dịch của Ngài Minh Châu xài được chứ không phải xài không được.
Tức là mình đọc mình có thể hiểu, cái quan trọng là cái người hiểu á, cái người đọc á, có khi là mình nhớ ba chớp ba nhán nó là lỗi của mình chứ không phải lỗi cho do người dịch. Nhưng mà cũng có một số chỗ mà cái bản dịch của ngài Minh Châu ngài còn hạn chế, thì cái đó buộc mình phải đọc cái bản Pali. Cho nên là có cái sự khác biệt giữa hai tạng, đó là một tạng còn giữ được bản gốc, còn một tạng thì báo cho quý vị biết là tạng A-Hàm không còn bản gốc nha. Và do cái vấn đề là dịch tới dịch lui như vậy, dịch qua nhiều lớp ngôn ngữ cho nên là nó sẽ có sai khác. Và do cái việc mà truyền bá Phật giáo đến Trung Quốc, do cái biến động lịch sử thời cuộc lúc bấy giờ đó, cho nên là người ta tìm mọi cách để mà người ta làm biến mất cái tạng A Hàm bằng cách là rất nhiều những cái tác phẩm hậu thế, người ta đe dọa, người ta nghiêm cấm để cho cái người có lòng á, tiếp xúc được với tạng A Hàm. Quý vị có nghiên cứu, quý vị thấy rồi, có rất là nhiều nơi mà họ nghiêm cấm và họ tìm cách làm sao đó để người ta không tiếp xúc được với tạng A Hàm. Và khi đối diện với một lịch sử rất là dài bị bài xích như vậy, thì cái chuyện tạng A Hàm mà bị sót chỗ này sót chỗ kia đó là cái chuyện không tránh khỏi. Thành ra xét về cái độ mà nguyên vẹn và đáng tin cậy thì các nhà học thuật chứ không phải sư nha, các nhà học thuật nghiên cứu một cách nghiêm túc thì vẫn xem tạng Pali là gần với bản gốc hơn. Mà sở dĩ các cái nhà nghiên cứu gọi là gần với bản gốc hơn đó là bởi vì xuất phát từ cái sự cẩn thận của những nhà nghiên cứu. À, còn đối với những vị sư, những cái chư tăng của Phật giáo Nguyên Thủy thì xem tạng Pali là bản gốc. Đấy.